Rồi, xin chào anh Nam nha. Hôm nay mình gả chiếc VA đời 2021 nha anh Nam. VA đời 2021 thì anh em cần món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Sườn lóc cho sườn đồ đầy đủ nha anh Nam. Rồi, bây giờ để anh quay chi tiết cho anh em nha. Thì anh em cần món nào thì cứ việc alo. Thì trước tiên thì gấp hộp sên nha anh Nam. Gấp hộp sên thì gấp thì nó cũng có chày nhưng mà nó không có bể bọn gì hết nha, không có móp méo gì nha anh em. Gấp hộp sên này đầy đủ, gấp thì không mục, gấp chân nè, gấp chân còn đẹp nha anh em. Đây, gấp chân trước sau, xe này là quay A 110 nha anh em, gấp là không mục mọt nha. Đây, không mục mọt gì hết, tương đối cũng còn tương đối sạch nha anh em. Rồi, bộ gấp hộp sên với bát nhôm đây, bán nguyên bộ cho anh em luôn. Gấp nè, gấp hộp sên với bát nhôm thì bán cho anh em có giá là 550.000 nha. Ba món gấp hộp sên, gấp chân 550.000. Cùi dĩa đời 2021 đẹp nha anh em, 2021 ốc tán đầy đủ, bán cho anh em có giá là 150.000 cái cùi dĩa này nha. Rồi tới cái bô thì thăng đồ thì đẹp nha anh em, thăng bọng đồ đẹp nè, không biết nó hàng cái bô nó bị cái gì mà nó hàng cái bô ngay chỗ này vậy nè. Thì giờ anh em chà lại, giờ anh em sơn lại nha, bô cổ zin luôn nè, không biết làm gì mà cắt ngay đây, nó hàng cái gì ngay đây nè. Cái bô thì còn tương đối sạch đẹp nè, mình bán cho anh em với giá là 300.000 nha, cái bô 300.000. Cái này dạy anh em mài rồi lại nha, không biết bị cái gì luôn nó mà nó bắt vậy nè. Bán cho anh em cái số bô 300.000. Rồi, cái gắp chân nhôm của 110 nha anh em. Của 110 là cái chiếc trước nha anh em, cái chiếc quay 110 đời 2023 đẹp nha. Bán cho anh em 150.000. Bữa hết bán 200 không ai mua hết. Thì giờ bán cho anh em 150.000 nha. 150.000 cặp bắt nhôm. Đẹp hết nha. Giờ anh em lấy mấy cục cao su này thôi cũng được hết nha anh em. Cao su này giờ anh em mua ngoài hãng không 150.000, 160 gì nè. Hai cục này. Rồi tới cặp phuộc 2021. Phuộc đát 2021 nè. 2021 tương đối sạch đẹp. Nhúng nhảy ok nha anh em, chưa bị xì xưởng gì nha. Nhúng nhảy ok, chưa xì xưởng gì hết nha, chưa phục hồi luôn. Có nó có chỗ này nó có mài một tí này nha anh em, tại vì mài này là mấy đứa nó hạ phuộc nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha anh em, cứ kéo lên xài bình thường, nó mài nhẹ chỗ này là không bị gì hết nha. Hai cây luôn, hai cây đều mài hết, nhưng mà cái này là không bị ảnh hưởng gì nha, nhúng nhảy là ok, không đụng tới đây nha anh em. Đó, thì cặp phuộc này bán cho anh em với giá là 500.000. Và cặp phuộc sau cũng quay 110 luôn, đát 2021, bao anh em là không xì nhớt, nhúng nhảy ok nha. Đó, không xì nhớt, nhúng nhảy ok thì bán cho anh em với giá là 400.000. 400.000 zin hết nha anh em, đát 2021. Rồi tới cái gác máy nha anh em. Gác máy này quay 110. Đó, quay 110 nè, chân còn đẹp nè, không bị mòn nha. Rồi cái gác máy này bán cho anh em với giá là 150.000. Cái gác máy 150.000. Yên thùng đồ đẹp nha anh em, tương đối sạch đẹp, mốt bọng đồ đầy đủ, chỉ có cái đuôi nó bị chóc đen miếng thôi nha anh em nè, còn như là đẹp hết nè. Cái chỗ này thì cũng không sao nha, dây yên là ok, mình bán rẻ cho anh em với giá là 400.000 cái yên này luôn. Thùng mốt đồ còn đẹp hết nha, không bị sụp nha. Rồi bán cho anh em cái giá là 400.000. 400.000 cái thùng đồ dưới kia. Rồi tới mấy cái đồ lặt vặt này nha anh em. Tiếp theo là một cái cản nè, một cái ba ga, một chân chống giữa, một cái đạp thắng với cái đũa thắng, một cái giò đạp, một cái cần số thì bán cho anh em với giá là 300.000 nha anh em. 2, 3, 300.000 nha nè, 6 món 300.000.
Đó, thì mình bán lại nguyên bộ vậy đi cho anh em mua về xài cho nó dễ nha, 300 ngàn anh em. Rồi tới cái bình xăng con, bình xăng con này đắt 2021 nha anh em, chạy được mười mấy ngàn rồi nha anh em, mười mấy 20 ngàn, tương đối sạch đẹp nha. Bình này là bao cho anh em là garanti đầy đủ nè, ít hao xăng nè, tại vì bình này còn rất mới nha. Thì mình bán cho anh em cái bình này với giá là 550 ngàn cái bình này nha anh em, bình xăng con 550 ngàn. Đó, 550 ngàn. Cái bô e, cái bô e đắt 2021 luôn nha anh em, sạch đẹp. Thì mình bán cho anh em với giá là 200 ngàn. Cái bô e này bán cho anh em với giá là 200 ngàn nha. Đó, 200 ngàn. Rồi tới cặp bánh. Cặp bánh này đắt 2021 nha anh em, vỏ trước vỏ sau còn đầy đủ, bố thắng zin còn, tuần trước cầm nền zin hết nha anh em, vỏ cũng còn ok, bánh bọng còn đẹp nha anh em, tương đối sạch nè. Goshi nè, 1.4 nè, nền là bao anh em là công 1.1 nha. Nói chung là cầm zin nền zin đùm zin hết, đắt 2021 trong này nha anh em, 2021. Bánh xào, bánh xào cũng vậy luôn, má đùm đầy đủ, đùm zin, cam zin, nền zin, không một mọt, vỏ zin theo xe còn luôn nha anh em, nè vỏ zin theo xe còn luôn. Goshi 1.6 bao cho anh em là không lõm lưng mặt đạn nha, đùm sao tương đối sạch đẹp. Thì mình bán cho anh em với giá là 1.1 triệu nha. Cặp bánh này mình bán cho anh em với giá là 1.1 triệu cộng 80 ngàn tiền ship, 1.1 triệu cộng 80 ngàn tiền ship nha em. Nói chung máy này là zin hết nha anh em, vỏ zin theo xe còn luôn. Rồi tới cái tài thắng, tài thắng dài nha anh em, về km, về ga, về thắng toàn bộ là zin hết, 4 món nha anh em, 4 món này zin hết nè, tài thắng là không bị cong gì nha. Thì mình bán cho anh em 4 món này với giá là 200 ngàn. Đó, 4 món 200 ngàn anh em. Rồi tới cái đồng hồ, đồng hồ 2021 luôn nha anh em, chạy được 21 ngàn luôn nha anh em, tương đối sạch đẹp nha, tại vì đắt 2021 mà. Có chỗ này nó mẻ một tí nè, nhưng mà nó không bị gì hết nha anh em, mẻ một tí thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Đồng hồ tương đối sạch đẹp nè, 110 này vô 100 được nha anh em đấu dây lại nha, chớp kêu luôn. Thì bán cho anh em với giá là 350 nha, bán rẻ cho anh em. Kim với kim xăng đều lên đầy đủ nha, kim km với kim xăng là vẫn hoạt động bình thường nha, không bị gì hết nha, ok hết. Rồi tới cái ghi đông, cái ghi đông, ghi đông 110 nha, không công không vãn gì hết nha, đầy đủ y như trên clip mình quay nè. Mình bán cho anh em với giá là 150 ngàn, 150 ngàn cái ghi đông nha anh em, y như trên clip nha. Rồi cái bộ dây điện, bộ dây điện quay 110 nha anh em, và bên sườn zin nè, IC zin nè, tóc đài zin nè, nói chung là zin hết nha anh em, mấy món này zin hết. Ủa có cục sạc nữa nha anh em, đây cục sạc nó dính vô sườn nè, cục sạc dính vô sườn nha anh em, có cục sạc luôn. Thì mình bán cho anh em với giá nguyên bộ này với giá 700 ngàn nha anh em, 700 ngàn. Còn anh em nào muốn mua máy IC này lẻ lẻ thì alo mình nha, có ổ phá nè mà mình làm rớt mất tiêu cái chìa nha anh em, ổ phá zin luôn nữa nè, đó chưa bị cạy bị gì hết nha anh em, dây nhỏ ok hết nha. Tại xe này là ok hết, nhưng mà tại mình gửi về không biết sao mất tiêu cái chìa khóa luôn. Rồi mình bán cho anh em cái giá với giá là 700 ngàn luôn nha anh em, 700 ngàn. Rồi tới cái sườn nha anh em, sườn quay A 110, thì sườn này là mình bán cho anh em cái giá là gồm sườn nè, bình xăng nè, trắng ba đầy đủ, mình bán cho anh em với giá là 1 triệu nha, 1 triệu cộng ship 150 ngàn nha anh em, không bị không quản một mọt gì hết nha. Sườn này đát, cái đát 2021 nè nè, sườn đát 2021,
thì ok hết rồi. Thì mấy cái sườn thì anh em nào mua thì cứ việc alo mình, rồi mấy sườn này thì phải cọc nha anh em. Sườn thì anh em phải cọc cho mình là 250 ngàn mình mới gửi hàng nha anh em, tại vì sườn nó nặng. Còn cái còn mấy cái bánh với mấy cái đồ nhỏ nhỏ thì anh em cọc cho mình, như cái bánh cọc 100 ngàn, còn mấy cái đồ nhỏ thì anh em nào chưa mua thì cọc giùm mình 50%, còn mua hàng rồi thì mình vẫn ship code bình thường nha anh em. Tại vì đồ thì số lượng thì nó ít, nhưng mà nhầm khi anh em dặn dặn đã rồi tới đó anh em không không nhận hàng, cái mất công mình giờ mình bán lại quận nữa, mất công tốn thời gian nha anh em. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.